Ngay sau khi nhận được thông tin đề thi hai môn toán lịch sử bị phát tán trên mạng, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã kiểm tra và phát hiện đúng là đề thi bị lộ nên tạm dừng thi hai môn này và ấn định thời gian thi thay thế là ngày 12 tháng 5. Chúng tôi đã liên hệ với cơ quan điều tra để bộ phận công an để giúp cho ngành làm rõ vụ việc và trên cái tinh thần là xử lý nghiêm những cái cá nhân và tổ chức mà để làm rò rỉ cái đề thi này. Sở cho biết với hai môn bị lộ đề, Sở sẽ sử dụng đề dự bị, đảm nhiệm công đoạn sao in đề, niêm phong và chuyển tới các trường, tránh trường hợp tương tự xảy ra.